một hai sáu bảy, một hai sáu bảy lên, một hai sáu. Chào tất cả bác nhá, chào mừng tất cả bác đã quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ giới thiệu cho bác với một cái dòng sản phẩm mà hôm nay em dọn xong đó nhá. Với những chiếc vang cơ line số DK mã là 2000K. Đây mã cũng khá là hiếm của cái dòng DK này các bác nhá. DK Dunking mã là DK 2000K. Thì cái mã này thì cũng rất là hiếm thị trường. Đây là một dòng vang cơ line số chạy chip to đó nhá. Và ngày hôm nay giới thiệu cho các bác qua, sau đó em báo giá luôn để cho các bác tham khảo những cái chiếc vang này. Và lưu ý giúp em là những chiếc vang này, những chiếc vang mà cửa hàng em sẽ chính thức là xả cho các bác để cho các bác chơi. Chính vì thế là nó sẽ có một mức giá và nó là giật mình cho các bác luôn ngày hôm nay nhá. Và mọi người đầu video vui vẻ bỏ ra 1-2 giây ủng hộ cho cửa hàng em nút like nhá. Và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em để cùng đón nhận sản phẩm và những video tiếp theo. Em giới thiệu qua một chút sau em báo giá luôn cho các bác nhá. Mặt đằng trước thì thiết kế được thiết kế rất là đẹp. Một cái chiếc mặt màu xanh rất đẹp các bác nhá. Đây. DK mã là 2000K đây các bác này, thấy chưa? DK mã 2000K nhá. Đấy. Ở đây có 3 rắc cắm mic này, 1 2 3 đây các bác. Và đây là 3 chip áp to của 3 đường mic này. Đấy, và đây là các bác có thể chỉnh bằng cơ được cái phần mic là bass và tep, thấy chưa? Và cái phần echo, tức là echo cái kép của nó đây thì nó sẽ tổng hợp cho các bác bass và chest. Và cái phần volume của phần echo thì nó sẽ nằm ở đây nhá. Nó sẽ là cái chip áp chìm ở đây các bác nhá. Đấy. Và một màn hình khi các bác xoáy lên thì nó sẽ sáng lên như thế này. Thì cái màn hình này nó sẽ cho các bác chỉnh được những thông số delay, echo, reverb. Con này dòng vang cơ này số có cả reverb luôn các bác nhá. Đấy, và bên này thì cái phần nhạc thì chúng ta có phần bass, chest của nhạc ở đây. Các bác chỉnh cơ được luôn này. Cái balance này này các bác có thể cân chỉnh hai loa, tức là loa to loa bé này. Được chưa? Và cái phần edit này thì các bác ấn vào thì các bác xoáy thì nó sẽ cho phép các bác chỉnh được những thông số như delay time này. Được chưa? Delay repeat này. Đấy, rồi những cái thông số của reverb các bác nhìn chưa? Reverb này. Đấy, rồi các bác có thể là căn chỉnh được reverb, rồi echo của cái phần này. Và khi xong xuôi đâu đấy rồi thì các bác có thể là memory ở đây, chúng ta có phải lưu ở đây, chương trình lưu ở đây nhá. Đấy. Và cái bên này thì chúng ta có âm lượng to nhỏ của mic, âm lượng to nhỏ của nhạc. Con này có nút nguồn đằng trước luôn các bác nhá, rất tiện lợi các bác nhá. Có nút nguồn đằng trước luôn, được chưa? Đằng sau đây, các bác xem luôn, em giới thiệu qua cho em báo giá luôn. Đằng sau chiếc vang này thì con vang này là con vang chạy nguồn rời bên ngoài các bác nhá. Đây cái nguồn của nó này. Đây nguồn này. Đấy, con này chạy nguồn rời đây. Đấy, chạy nguồn rời. Hai đường tín hiệu nhạc vào này nó sẽ auto tự động nó nhận các bác nhá. Nó sẽ tự động nhận khi mà góc cắm nhạc vào đây. Được chưa? Đây là đường out bằng hoa sen. Đấy, còn đây là đường center out, đây là đường hai đường này là hai đường out chính xuống đẩy hoặc âm ly. Được chưa? Đây là đường sub. Sub thì chúng ta có cắt sub bằng cơ luôn các bác này. Đấy, cắt sub bằng cơ luôn này. Được chưa? Đấy. Đấy rất hay các bác nhá. Và đây cho bác xem vỉ mạch luôn. Vỉ mạch trước hết em muốn cho bác xem đó chính là vỉ mạch, thì linh kiện là thứ nhất là toàn tụ nhôm đã. Đấy, còn rất là hay. Và con này thì nó được thiết kế một bo xử lý chống hú rời đây. Nó có thêm một bo chống hú rời đây, cho nên là cái chống hú của nó rất là tốt các bác nhá. Đấy, nó xử lý chip này. Các bác, đây là một con chip analog của Mỹ này. Đấy chưa? Một con chip analog của Mỹ này. Đấy. Những cái con chip ở đây, và vì lý do bản quyền của nhà máy cho nên là họ đã xóa mất cái tên rồi các bác nhá. Họ xóa mất tên rồi, nhưng em có nhìn thấy biểu tượng của dòng chip analog của Mỹ ở đây. Đấy, thấy chưa? Một thương hiệu rất nổi tiếng DK Dunking, mã DK 2000K. Cái dòng này thì em cũng khá là hiếm gặp, bởi vì nó cũng không có nhiều thị trường nhá. Một dòng vang cơ line số sử dụng chip to của Mỹ. Đấy, sử dụng chip to của Mỹ luôn. Được chưa? Rất hay. Và cái quan trọng hôm nay em sẽ xả hàng cho bác, tri ân cho các bác để cho bác có thể tham khảo và chơi được cái dòng sản phẩm này ngày hôm nay nhá. Lưu ý giúp em là em chỉ có khoảng tầm 8 chiếc thôi. Chỉ có khoảng tầm 8 chiếc vàng thôi các bác nhá. Alo lại tiếng mic này, em thử lại tiếng nhạc, thử tiếng mic xong em báo giá luôn các bác, không để các bác chờ đợi nữa này. Đây, nhạc này các bác xoáy lên này. Cái màn hình này khi các bác xoáy thì nó sẽ sáng nhá. Còn khi các bác không xoáy mà để nguyên thì nó sẽ tự tắt đi, nó sẽ tối đi nhá. Đây các bác nghe này. Tiếng nhạc rất hay luôn. Tuyệt vời các bác nhá. Đây, sẽ thử tiếng mic cho các bác nghe nhá. Đây, hiện tại em thử chiếc mic dây này. Lên 1 2 6 7 1 2. Đêm bao lá vàng đốt thư tình cũ. Lên 1 2 6 7 lên. Các bác nghe chưa? Tiếng echo từ đi vào thực sự rất hay các bác nhá, cực kỳ hay luôn. Đấy, với một chiếc vang cơ line số thương hiệu ở DK, mã là DK 2000K.
dòng sản phẩm này ngày hôm nay cửa hàng nhà em bên nhà em cung cấp cho tất cả các bác. Tri ân cho tất cả các bác trong thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ cửa hàng nhà em với mức giá là 1.250.000 một chiếc. 1.250.000 một chiếc này, nhớ các bác nhá. 2 4 6 7 8 chiếc, tất cả có 8 chiếc duy nhất thôi. Nhanh tay giúp em để cho bác giá 1.250.000 một chiếc này. Nhắn tin cho em chốt vàng DK2000 cho em nhá. Chốt vàng DK2000 cho em để cho bác giá 1.250.000 một chiếc. Em miễn phí ship toàn quốc và em tặng kèm dây âm ly hoặc dây kết nối cụm đẩy cho các bác. Được chưa? 0982838695. Một dòng vàng cơ lai số. Đấy. Bác chốt vàng DK2000 nhá. Chốt vàng DK2000 cho em, nhắn tin cho em chốt vàng DK2000. Cho em xin họ tên, địa chỉ cũng như là dùng đẩy thì báo em dùng đẩy, dùng âm ly thì báo em dùng âm ly nhá. Và anh em sẽ tặng dây kèm cho bác để các bác về kết nối, được chưa? Tất cả những thông số echo revert của con vàng này em đã sẽ cài sẵn cho bác để về các bác có thể cắm vào là sử dụng được luôn. Ngoài ra thì những cái thông số như là bát tép thì các bác hoàn toàn có thể tự chỉnh được, bởi vì ở đây nó đã hiện đây rất rõ đây rồi, bên này là mic, bên này là nhạc, các bác hoàn toàn có thể tự chỉnh được nhé, theo nhu cầu và sở thích của mình nhé. Còn tiếng vang em sẽ cài cho bác tiếng vang như video ngày hôm nay, là cho bác con nào như con nào luôn, giá cực rẻ luôn, 1.250.000 chiếc nhé. Lên số to 1 2 6 7 lên 1 2. Thực sự bác rất hay luôn, các bác mà mọi chi tiết các bác có thể liên hệ trực tiếp bên em nhé, hoặc nhắn tin cho em, gọi điện trực tiếp cho em số điện thoại 0982838695. Nhanh tay giúp em nhé, vì mức giá này mức giá quá tốt rồi, 1.250.000 chiếc. Có lẽ là với mức giá này không tụ gì các bác phải chơi mấy cái dòng vàng nhái thị trường rồi, đúng không ạ? Với mức giá thì cực kỳ êm rồi. Đấy. Đây em sẽ thử test một chút cho các bác có thể, để cho các bác có thể tham khảo được cái tiếng karaoke của chiếc vang này khi mà khi mà hát qua là thêm nhạc vào gì xem nó như thế nào các nhá. Đây. Đi 1 2. Tiếng nhạc này rất hay, nó xử lý bằng chip to của Mỹ các nhá. Đi 1 2. Hát rất nhẹ luôn. 1 2 6 7. 1.250.000 chiếc, có nhắn tin cho em nhá. Đi 1 2 6 7. Đi. Đi. Em hát đi dù mây hãm về. Hạ trắng nắng miên man tình buồn, dòng sông này là hạt trên cây, mây trôi trôi chim ngủ đôi nhớ. Em hát đi lênh đênh giọt buồn, hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về, dòng sông này nhớ mãi em ta. Nhìn hạ về cây lá rung buồn. 1 2 6 7. Với cái mức giá ngày hôm nay cung cấp cho tất cả bác, giá chỉ có 1.250.000 chiếc vàng này, thì rất mong các bác ủng hộ liên hệ trực tiếp bên em hoặc nhắn tin cho em chốt vàng DK2000 nhé. Số điện thoại 0982838695. Đây mức giá em cam kết các bác tốt nhất thị trường này với những dòng vàng cơ lai số, mà đặc biệt những cái chiếc vàng này nhà em hiện tại còn đang rất là đẹp các nhá. Đây là mức giá mà em bán cho em để em tri ân cho các bác trong cái thời gian vừa qua, các bác đã ủng hộ cho cửa hàng nhà em. Và mọi người vui vẻ ủng hộ cho em nút like nhé, và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em để có những sản phẩm và những video tiếp theo. Rồi xin chào lại các bác nhé.